Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ trong hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, với mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Còn các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Đến trưa chiều, toàn khu vực sẽ có nắng nhẹ, nền nhiệt tăng lên mức từ 24 đến 27 độ, cảm giác ấm áp hơn. Dự báo đến ngày 21 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới mạnh tràn về, khiến cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm sâu, toàn khu vực chuyển mưa rác, nhiệt độ có thể hạ thấp xuống từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao chỉ còn dưới 8 độ, trời rét cả ngày. Nhìn xuống trong bộ, sang tới ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, diện mưa ở miền Trung tiếp tục thu hẹp, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với lượng mưa lác đác từ 5 đến 10 mm. Tuy nhiên, mây nhiều vẫn còn trên khắp miền Trung, nên nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 23 đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Dự báo sang đến ngày 22 tháng 11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới tràn về, kết hợp với đới gió đông trên cao, nên khu vực ở Trung Bộ đón một đợt mưa diện rộng mới. Trận tâm mưa chủ yếu từ khu vực Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Lưu xuống phía Nam, mưa cũng giảm nhanh, chỉ rải rác vài nơi, chủ yếu ở khu vực miền Tây Nam Bộ về chiều và tối. Nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với dự động của đới gió đông trên cao, nên vùng đáng lưu ý nhất là phía nam của Biển Đông. Trong đó, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.